trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Danh tính nhà lý luận ẩm mưu cực hữu bên cạnh ông Trump. Lý do ông Trump từ chối cuộc tranh luận thứ hai với bà Harris. Mỹ tiêu diệt 4 thủ lĩnh IS trong cuộc đột kích hiệp đồng với an ninh Iraq. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sự hiện diện của nhà lý luận âm mưu cực hữu Laura Loomer bên cạnh ông Trump trên đường vận động tranh cử những ngày gần đây đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về ảnh hưởng của cựu ứng viên nghị sĩ này đối với ông. Hãng tin CNN và NBC News cho biết, bà Loomer nổi tiếng với những lời lẽ chống hồi giáo và phát tán các thuyết âm mưu, gồm cả thông tin rằng vụ tấn công khủng bố nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001 là việc làm nội gián do chính phủ Mỹ thực hiện. Bà Loomer xuất hiện cùng ông Trump tại một sự kiện để tưởng niệm các nạn nhân trong sự kiện 11 tháng 9 năm 2001, khiến nhiều người phải nhướng mày và tỏ ra phẫn nộ. Ngoài ra, cựu ứng viên nghị sĩ 31 tuổi này đã tới Philadelphia bằng máy bay của ông Trump để dự cuộc tranh luận tổng thống diễn ra ở thành phố này. Tuy nhiên theo một nguồn tin, bà Loomer không can thiệp vào quá trình chuẩn bị tranh luận và cho biết bà là một người tích cực. Bà Loomer hiện chưa trả lời bình luận song trên mạng xã hội X trước đó Nhà lý luận âm mưu này từng tuyên bố bản thân hoạt động độc lập để giúp đỡ ông Trump, người mà bà gọi là hy vọng cuối cùng thực sự của đất nước chúng ta. Bà Loomer nổi tiếng là người tích cực ủng hộ ông Trump và phát tán một loạt thuyết âm mưu gồm cả bà Harris không phải người da màu. Những bài đăng vô căn cứ đó khiến bà Loomer bị cấm khỏi một số nền tảng bao gồm Facebook, Instagram. Trong khi đó, liên quan đến tình hình tranh cử của ông Trump vừa qua, sau khi cuộc tranh luận giữa phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump khép lại, vào tối hôm mùng 10 tháng 9, phần lớn nhà bình luận chính trị đều nhận định bà là người chiến thắng. Cuộc thăm dò của CNN cho thấy 67% người theo dõi tranh luận nói rằng phó tổng thống Mỹ chiếm ưu thế. Cuộc thăm dò khác do Pew gốc thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Harris là 43% so với 28% nhưng về phía cựu tổng thống Trump. Ngay cả những chuyên gia từ kênh truyền hình bảo thủ Fox News cũng đồng tình rằng bà Harris đã đánh bại ông Trump trong cuộc tranh luận. Phó Tổng thống Harris được nhận xét là đã khiến đối thủ bối rối liên tục răng bẫy bằng những lời mỉa mai và đầy thách thức khiến ông Trump nổi giận và mất kiềm chế. Phó Tổng thống Mỹ rời sân khấu với vẻ mặt dạng dỡ. Nhiều chuyên gia cho rằng bà Harris đã khai thác thành công điểm yếu của ông Trump. Tuy nhiên vẫn có người cho rằng Phó Tổng thống Mỹ phải đánh đổi bằng việc mất đi cơ hội thông báo rõ với cử tri về những chính sách mà mình theo đuổi. Số khác đặt câu hỏi về giá trị cuộc tranh luận mang lại và liệu nó có thể tác động tới những cử tri đang dao động hay không. trang tin trốn hấp dẫn lời cựu tổng thống mỹ donald trump phát biểu trong cuộc họp báo tổ chức tại sân golf của ông gần thành phố los angeles khi trả lời câu hỏi về việc bản thân sẽ xử lý các mối lo ngại của mỹ đến từ một số quốc gia như triều tiên hay iran như thế nào ông trump trả lời tôi sẽ thực hiện một số cuộc điện đàm và giải quyết phần lớn các vấn đề tôi cũng có thể tham gia vào vài cuộc hội đàm khi nói tới vấn đề triều tiên ông trump đã nhắc lại mối quan hệ cũng như việc trao đổi thư từ với nhà lãnh đạo kim jong un làm dấy lên suy đoán về việc nếu tái đắc cử thì ông có thể sẽ khôi phục mối quan hệ cá nhân mang tính ngoại giao với ông Kim Jong Un. Theo John Hap, tuyên bố trên của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên và Iran gần đây đã thực hiện một số động thái làm dấy lên lo ngại từ chính quyền Washington. Liên quan đến Triều Tiên, trong một cuộc vận động tranh cử ở Iowa hồi đầu năm, cựu Tổng thống Donald Trump đã phát biểu, ông Kim Jong Un rất thông minh, rất cứng rắn, nhưng ông ấy yêu quý tôi và tôi có mối quan hệ tốt đẹp với ông ấy nước Mỹ khi đó an toàn. Trong nhiệm kỳ nắm quyền tại Nhà Trắng từ năm 2017 đến năm 2021, ông Trump đã tìm cách tiếp xúc trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hai nhà lãnh đạo đã gặp mặt trực tiếp ba lần. Các nhà phân tích đang kỳ vọng về sự cải thiện trong quan hệ Mỹ-Triều Tiên nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Trong khi đó, tại một cuộc họp báo ở bang New Jersey về kế hoạch khôi phục hòa bình thế giới hồi tháng trước, ông Donald Trump tuyên bố nếu tái đắc cử vào Nhà Trắng năm nay, chính quyền mới của ông sẽ thiết lập quan hệ hữu nghị với Iran. Trước đó, Iran bị cáo buộc âm mưu sát hại cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13 tháng 7. Sau đó, tổng thống Donald Trump viết trên nền tảng mạng xã hội X Social hôm 25 tháng 7 rằng nếu họ ám sát tổng thống Trump, điều luôn có khả năng xảy ra. Tôi hy vọng Mỹ sẽ xóa sổ Iran, xóa sổ khỏi bề mặt trái đất. Nếu không làm như vậy, các nhà lãnh đạo Mỹ sẽ bị coi là những kẻ hèn nhát Theo đài truyền hình CNN, trong một sự kiện tại vận động tranh cử ở bang Arizona vừa qua, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa cho biết, ông không cần một trận tái đấu vì ông đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận. Bất chấp có nhiều đánh giá từ các chuyên gia và những thành viên của cả hai đảng cho rằng nữ phó tổng thống Harris chiếm ưu thế trong tranh luận. Ông Donald Trump phát biểu, "Bởi vì chúng tôi đã thực hiện hai cuộc tranh luận và đã thành công, nên sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng, cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu." đồng thời ám chỉ đến cuộc tranh luận đầu tiên của ông với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden hồi tháng 6. Theo nhiều chuyên gia quan sát, một trong những lý do có thể khiến ông Trump không tiếp tục tham gia tranh luận là do ông, người thường không thể cưỡng lại cơ hội thống trị màn ảnh nhỏ, không thích lặp lại một cuộc đối đầu mà ông không chuẩn bị, không tập trung và lãng phí cơ hội tốt nhất để đánh bại đối thủ. Xét đến cùng, ông muốn giảm thiểu rủi ro, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy ông đang trong thế rằng co xít sao với bà Harris trong một cuộc đua mà vốn dĩ những lợi thế chính sách về các ưu tiên hàng đầu của cử tri như nền kinh tế và nhập cư giờ đây không còn nữa. Sau màn tranh luận trên sân khấu ABC News, Phó tổng thống Harris nói với người ủng hộ rằng bà và ông Trump nợ cử tri một cuộc tranh luận khác. Động thái của ông Trump đã khiến chiến dịch tranh cử của bà nghĩ rằng cựu tổng thống đang sợ tranh luận. Rõ ràng, ông Trump thường là người hay thay đổi quyết định, nhưng tuyên bố của ông về việc sẽ không có cuộc tranh luận nào khác với bà Harris lần này có vẻ cứng rắn hơn nhiều so với nhiều tuyên bố trước đây của ông cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử Donald Trump. Brian Lanza nhấn mạnh tuyên bố của ông Trump không tham gia tranh luận là một quyết định mang tính chiến thuật. Cố vấn Brian nói trên chương trình The Situation Room của CNN rằng không phải vì sợ hãi mà là vì ưu tiên của chúng tôi khi cuộc bầu cử kết thúc. Chúng tôi có nhiều cơ hội hơn thông qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp, thông qua các sự kiện tập hợp, thông qua việc đến các tiểu bang và tạo ra tác động hơn là tham gia vào một cuộc tranh luận gây bất lợi cho cựu Tổng thống Trump. Trong khi đó, bình luận viên của CNN, từng là giám đốc truyền thông Nhà Trắng giữa thời Tổng thống Donald Trump. Alisa Farah Griffin đã dự đoán một kịch bản mà cựu Tổng thống có thể thay đổi suy nghĩ trong bối cảnh ngày bầu cử đang đến gần. Bình luận viên Griffin nhận định, tôi dự đoán ông ấy có thể thay đổi thái độ về vấn đề này nếu màn thể hiện của bà Kamala Harris tại sân khấu tranh luận giúp bà chiếm được ưu thế trong các cuộc thăm dò ý kiến. Có thể trong vài tuần tới, ông Donald Trump sẽ lại thách thức bà ấy tranh luận tiếp. Ông ấy có thể cần một khoảnh khắc lớn để duy trì khả năng cạnh tranh với bà ấy. Theo hãng tin Reuters, ngày 13 tháng 9, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng ông sẽ trục xuất hàng loạt người Haiti nhập cư khỏi thành phố Springfield ở bang Ohio của Mỹ nếu ông đắc cử Tổng thống. Trong cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng chơi gôn của ông gần thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ, ông Trump không lặp lại phát ngôn trước đó của ông về người Haiti nhập cư, song nói rằng chúng tôi sẽ thực hiện các vụ trục xuất lớn ở Springfield, Ohio. Trước đó, trong cuộc tranh luận tổng thống trên truyền hình với ứng viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 10 tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ đã nói rằng ở Springfield họ đang ăn thịt chó, những người nhập cư họ đang ăn thịt mèo, họ đang ăn thịt thú cưng của những người dân sống ở đó. Khi ông David Mui, người điều hành cuộc tranh luận của ABC News, bác bỏ cáo buộc này, ông Trump nhấn mạnh rằng ông đã thấy những người trên truyền hình nói rằng con chó của họ đã bị ăn thịt ngay sau phát ngôn của ông Trump về người Haiti nhập cư ăn thịt chó mèo nuôi, chính phủ Haiti đã ra tuyên bố lên án rằng lời nói sai sự thật này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của cộng đồng dân cư này ở Mỹ. Hai trường tiểu học đã được sơ tán và một trường trung học cơ sở ở Springfield đã bị đóng cửa vào ngày 13 tháng 9 sau khi những lời đe dọa đánh bom ẩn danh được đưa ra. Trong khi đó, vào đầu tuần này, sở cảnh sát Springfield khẳng định họ không nhận được báo cáo nào liên quan đến việc thú cưng bị bắt trộm và ăn thịt. Tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden kêu gọi các cuộc tấn công vào cộng đồng người Haiti phải chấm dứt. Theo giới quan sát, luận điệu miêu tả người nhập cư như một mối đe dọa nguy hiểm là đặc điểm của chính trị Donald Trump. Giới chức địa phương không có bằng chứng nào để chứng minh tuyên bố của ông Trump, nhưng các nhân vật cực hữu vẫn tiếp tục lan truyền thông tin sai lệch này. Cuộc khảo sát do SSRS Research thực hiện cho thấy 63% trong số 605 người được hỏi cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris có màn trình diễn tốt hơn cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh luận chạy đua vào Nhà Trắng. Trước khi cuộc tranh luận diễn ra, cử tri chia đều quan điểm, 50% cho rằng bà Kamala Harris thể hiện tốt hơn và 50% tin rằng ông Donald Trump cũng sẽ như vậy. Vào ngày 23 đến ngày 27 tháng 8, ABC News và IPSOS tiến hành cuộc thăm dò ý kiến với 2.496 người tham gia trả lời. Theo kết quả thăm dò, 43% cho rằng ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris đánh bại ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc tranh luận và 37% cho rằng cựu tổng thống Mỹ thành công. Trong một động thái mới đây, nhóm chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Kamala Harris thách thức cựu tổng thống Donald Trump tham gia cuộc tranh luận thứ hai. Chiến dịch cũng nhận cú hích lớn khi siêu sao nhạc pop Taylor Swift thông báo trên tài khoản Instagram 283 triệu người theo dõi rằng cô sẽ bầu cho bà bài đăng nhận được gần 2 triệu lượt like trong vòng 25 phút. Hôm 6 tháng 9, nhà phân tích bầu cử Ned Silver lại cho rằng khả năng ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump đánh bại ứng viên dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 đang cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi bà Harris tuyên bố ứng cử hồi tháng 7. Mặc dù các cuộc thăm dò liên tục cho thấy Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump một chút, Đảng Dân Chủ đã thể hiện kém hơn trong các cuộc khảo sát gần đây, và ông Donald Trump hiện có 58,2% cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử so với 41,6% của bà Kamala Harris. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được tổ chức vào ngày 5 tháng 11, đây sẽ là cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 60 trong lịch sử nước này. Cuộc tổng tuyển cử năm 2024 của Mỹ chứng kiến màn tái đấu giữa hai ứng viên phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Theo CBS News, con số 405.999 người truy cập trang vote.gov là dấu hiệu cho thấy quyết định ủng hộ bà Kamala Harris của Taylor Swift ảnh hưởng đến cuộc tranh cử tháng 11. Đây là lần đầu ca sĩ lên tiếng về cuộc chạy đua Nhà Trắng năm 2024. Ngay sau khi buổi tranh luận giữa bà Harris và cựu Tổng thống Donald Trump kết thúc hôm 10 tháng 9, Taylor Swift đã tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Nữ ca sĩ giải thích cô ủng hộ bà Harit vì nữ chính trị gia này đã chiến đấu vì lẽ phải và nước Mỹ cần một chiến binh như phó tổng thống Mỹ. Taylor chia sẻ thêm rằng bản thân đã rất vui mừng và ấn tượng trước sự lựa chọn người bạn đồng hành tranh cử là thống đốc bang Minnesota tiềm quan của bà Harit. Và cuối cùng, Taylor Swift khẳng định đã nghiên cứu kỹ và đưa ra lựa chọn của mình, đồng thời kêu gọi các bạn đều có quyền tự tìm hiểu và tự đưa ra quyết định của riêng mình và hãy tham gia bầu cử. Taylor Swift có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách người Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Một phần năm số cử tri cho biết họ có khả năng ủng hộ ứng cử viên mà công chúa nhạc đồng quê tán thành. Taylor Swift có thể xem là nữ ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất thế giới thời điểm hiện tại. Tầm ảnh hưởng to lớn của cô đối với văn hóa đại chúng không chỉ dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc hay thời trang, mà thậm chí lan sang cả chính trị. Cô có khả năng tác động đến cuộc đua vào Nhà Trắng, đặc biệt khi các cử tri Gen Z bắt đầu đủ tuổi đi bầu cử vào năm nay. Mới đây, nghị sĩ Mỹ James David Vance, phó tướng cho ứng cử viên Donald Trump trong cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ 2024, đã tiết lộ thêm về kế hoạch của ông Trump nhằm chấm dứt xung đột Nga Ukraine kéo dài suốt 2 năm rưỡi qua. Bản kế hoạch này có nhiều chi tiết đáng chú ý trong bối cảnh người dân toàn thế giới mong muốn sớm lập lại hòa bình giữa hai quốc gia Đông Âu này. Ứng cử viên phó tổng thống Mỹ Vance trình bày khá cụ thể kế hoạch của ông Trump trong việc kết thúc cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Theo đó, Cách ông Trump xử lý vấn đề này có thể bao gồm việc thiết lập một khu phi quân sự trên phần lãnh thổ Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Cách tiếp cận này đánh dấu sự thay đổi lớn so với chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Biden, vốn tập trung vào phối hợp với châu Âu và các đồng minh khác để cung cấp viện trợ quân sự và những trợ giúp khác cho Ukraine trong cuộc đối đầu vũ trang với Nga. Ông Vance nói trên kênh YouTube Joshua Ryan Show mới đây, Tôi nghĩ nó như thế này, ông Trump ngồi xuống nói với người Nga, người Ukraine, người châu Âu các ông cần vạch ra đường đi nước bước. Giải pháp hòa bình như thế nào nhỉ? Có thể đường phân giới hiện tại giữa Nga và Ukraine sẽ trở thành một khu phi quân sự. Khu phi quân sự được đề xuất đó, ông Vance bổ sung, sẽ được xây dựng thật kiên cố để người Nga không được quân qua được. Ông Vance nói tiếp, theo phương án hòa bình này, Ukraine sẽ duy trì nền độc lập của mình bằng việc chấp nhận bảo đảm trung lập, nghĩa là Ukraine sẽ không gia nhập khối quân sự NATO hoặc những thể chế liên minh khác. Bình luận mới này của nghị sĩ Vance là kế hoạch mới nhất và công khai nhất cho xung đột Nga-Ukraine được ứng cử viên Tổng thống Mỹ bên Đảng Cộng Hòa đề xuất. Trước đó, ứng cử viên Donald Trump đã tuyên bố nếu đắc cử, ông sẽ mau chóng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Tuần trước, trong cuộc trả lời phỏng vấn của Lex freeman ứng cử viên Trump nói như sau. Tôi có một kế hoạch về cách ngừng hẳn xung đột giữa Nga và Ukraine. Tôi có một ý tưởng nhất định, có thể chưa phải là một kế hoạch, nhưng là một ý tưởng liên quan đến Trung Quốc. Ông nói thêm, nhưng tôi không thể trao cho quý vị những phương án đó, bởi vì nếu tôi làm như vậy, tôi sẽ không thể triển khai chúng được nữa. Chúng sẽ thất bại mất. Một phần của phương án là yếu tố bất ngờ. Những cá nhân giấu tên cũng đã thảo luận đề xuất của ông Trump về giải quyết xung đột Nga-Ukraine có nói với tờ Washington Post hồi tháng 4 năm 2024 rằng phương án của ông Trump bao gồm ép Ukraine nhượng hẳn bán đảo Crimea và vùng biên giới Donbass cho Nga. Bộ Tư lệnh Trung tâm, CENCOM, đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông cho hay, lực lượng Mỹ và an ninh Iraq hồi cuối tháng 8 tiến hành cuộc đột kích hiệp đồng ở miền Tây Iraq, tiêu diệt 14 thành viên nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Trong số những thành viên IS bị loại bỏ, có 4 thủ lĩnh cấp cao của tổ chức này, gồm Ahmad Anithawi, điều hành mọi hoạt động của IS ở Iraq, Abu Hamam, giám sát hoạt động ở miền Tây Iraq, Abu Ali Antunisi, phụ trách vấn đề phát triển kỹ thuật, và Saki Anisawi, chỉ huy tác chiến của IS ở miền Tây Iraq. Sencom cho hay, chiến dịch nhằm phá vỡ và làm suy yếu khả năng lên kế hoạch, tổ chức và tiến hành các cuộc tấn công của nhóm này nhằm vào dân thường Iraq, cũng như công dân Mỹ và các nước đồng minh trong khu vực. Được biết, Abu Ali Antunisi được mô tả là kẻ cầm đầu bộ phận sản xuất của IS tại Iraq. Sencom cho hay, hắn đã tiến hành đào tạo cho các thành viên IS, bao gồm hướng dẫn cách chế tạo thuốc nổ, áo vest cảm tử và thiết bị nổ tự chế, IED Al Tunisi cũng đào tạo nâng cao các phần tử về phát triển vũ khí và sản xuất vũ khí hóa học. Tiết lộ rằng một số phần tử IS trong cuộc đột kích được trang bị lựu đạn và đeo đai bom cảm tử. Ở thời kỳ đỉnh cao năm 2014, IS đã chiếm đóng những vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria và thủ lĩnh IS vào thời điểm đó, Abu Bakr al-Baghdadi đã tuyên bố lập ra cái gọi là vương quốc Hồi giáo trên khắp lãnh thổ có hàng triệu người sinh sống. Tuy nhiên, IS dần bị triệt hạ khi đối mặt với chiến dịch chống khủng bố ở Syria và Iraq của Mỹ, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng chính phủ tổng thống Syria Bashar al-Assad được Nga và Iran hỗ trợ. Theo các quan chức Mỹ, cuộc đột kích này là chiến dịch có quy mô lớn nhất mà Washington từng phối hợp với Iraq tiến hành trong nhiều tháng qua, với sự góp mặt của hơn 200 binh sĩ, bao gồm đặc nhiệm từ lực lượng biệt kích lục quân tinh nhuệ của quân đội Mỹ. Các nhóm tác chiến Mỹ Iraq đã truy lùng thủ lĩnh IS bên trong các bong ke nằm rải rác ở khu vực hẻo lánh có địa hình phức tạp. New York Times mô tả ít nhất 7 binh sĩ Mỹ đã bị thương. Chưa rõ số lượng thương vong của nhóm binh sĩ Iraq tham gia chiến dịch chung với Mỹ. Cuộc đột kích chung của Mỹ-Iraq được thực hiện sau khi Thủ tướng Iraq Mohammed Sia al-Sudani và các chỉ huy quân đội Iraq gần đây tái khẳng định họ có thể tự mình kiểm soát IS mà không cần sự hỗ trợ của liên quân phương Tây do Mỹ dẫn đầu. Báo Daily Sabah hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ mới đây cho biết, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ MIT Ibrahim Kalin đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của phong trào Hamas tại thủ đô Ankara nhằm thảo luận về tình hình xung đột giữa Israel và Hamas. Tờ báo tiết lộ cuộc gặp tập trung thảo luận về cách thức đàn lệnh ngừng bắn vĩnh viễn cũng như các bước cụ thể để mở đường cung cấp hàng hóa viện trợ cho người dân Palestine ở giải Gaza, nơi đang chứng kiến cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do xung đột. Nguồn tin của Daily Sabah không nêu tên đại diện Hamas tại cuộc họp. Thủ lĩnh chính trị cao nhất của Hamas hiện nay là ông Yahya Sinwa. Ông này nhậm chức sau khi người tiền nhiệm Ismail Haniyeh thiệt mạng trong vụ tấn công ám sát ở thủ đô Tehran của Iran hồi cuối tháng 7 năm 2024. Theo Delhi Saba, cuộc gặp gỡ ở Ankara đã diễn ra xây dựng và tích cực. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng thái độ không thể hòa giải của Israel là yếu tố cản trở các bên đạt thỏa thuận và bày tỏ chia sẻ với những mất mát của người Palestine ở giải Gaza. Động thái của Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn ở giải Gaza do mỹ ai cập và qatar làm trung gian rơi vào ngõ cụt với một trong những nguyên nhân chủ yếu là do israel không đồng ý rút quân khỏi hành lang philadelphia theo đó thủ tướng israel benjamin netanyahu hồi đầu tháng này khẳng định rằng việc rút khỏi hành lang philadelphia tuyến biên giới quan trọng giữa gaza và ai cập là một danh giới đỏ mà israel không thể vượt qua quyết định này đánh dấu một động thái gây tranh cãi khi nó đi ngược lại với những nỗ lực quốc tế trong việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và giải thoát các con tin israel bị hamas bắt giữ theo thủ tướng Netanyahu, hành lang Philadelphia là con đường vận chuyển chính của Hamas để nhận vũ khí và vật liệu xây dựng. Ông Netanyahu khẳng định, việc kiểm soát khu vực này mang lại cho Israel tính hợp pháp sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Ông Netanyahu nhấn mạnh sẽ không có thỏa thuận nào mà chúng tôi rút khỏi khu vực biên giới này với Ai Cập, một khu vực vô cùng quan trọng đối với sức mạnh quân sự của Hamas. Lưu ý rằng, việc duy trì kiểm soát hành lang này là thiết yếu để ngăn chặn Hamas củng cố sức mạnh và tiếp tục các hoạt động thù địch chống israel tuy nhiên tuyên bố của ông netanyahu mâu thuẫn trực tiếp với các quan chức mỹ những người đã kêu gọi israel rút quân khỏi khu vực này như một phần của thỏa thuận ngừng bắn washington nhấn mạnh rằng thỏa thuận phải bao gồm việc rút hoàn toàn quân đội israel khỏi hành lang philadelphia nhằm giảm bớt căng thẳng và tạo điều kiện cho việc thả con tin phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng john kirby cho biết đó là đề xuất mà israel đã đồng ý và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để thực hiện điều đó bất chấp áp lực quốc tế ông Netanyahu vẫn kiên quyết từ chối rút quân, khẳng định rằng sự hiện diện của Israel tại hành lang này là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Ông mô tả hành lang này là oxy cho Hamas. Báo The Times of Israel đưa tin, chuẩn tướng Yossi Sarien, chỉ huy đơn vị tình báo 8200 của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đã thông báo từ chức. Ông Sarien thừa nhận bản thân không làm tròn nhiệm vụ, dẫn đến việc để lực lượng Hamas tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ông Sardin có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tình báo và nhậm chức chỉ huy đơn vị 8200 vào tháng 2 năm 2021. Đơn vị này là lực lượng mũi nhọn của tình báo quân đội Israel, song đã hứng chịu chỉ trích vì không ngăn được Hamas tấn công. Sau sự kiện ngày 7 tháng 10 năm 2023, Cục Tình báo quân đội Israel đã rơi vào một cuộc khủng hoảng, khiến chỉ huy của đơn vị này, Thiếu tướng Aaron Haliva đã phải tuyên bố từ chức vào tháng 4 năm 2024. Theo quân đội Israel, ông Haliva đã yêu cầu được miễn nhiệm vì đơn vị này đã không ngăn chặn được cuộc tấn công của Hamas. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel đã bác thông tin về việc tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, trung tướng Hagi Halevi, đang có kế hoạch từ trước vào tháng 12, gọi đây là sai sự thật và vô căn cứ. Thông báo của IDF nêu rõ, tổng tham mưu trưởng hiện đang tập trung hoàn toàn vào việc quản lý xung đột, lãnh đạo quân đội chống lại những kẻ đối nghịch với chúng ta và đạt được các mục tiêu. Trước đó ít phút Kênh tin tức Channel 3 của Israel đưa tin, tổng tham mưu trưởng Haley đang chuẩn bị từ chức vào cuối tháng 12. Trích dẫn nguồn tin từ những người thân cận của vị quan chức này, trung tướng Haley đã nhiều lần thừa nhận toàn bộ trách nhiệm vì không ngăn chặn được vụ thảm sát của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ông Haley nhận chức tổng tham mưu trưởng vào tháng 1 năm 2023. Thông thường, các chỉ huy IDF sẽ phục vụ trong thời hạn 3 năm, nhưng cũng có nhiều người phục vụ tới năm thứ tư. Liên quan diễn biến xung đột ở Gaza. Theo chuẩn tướng Isaac Cohen, chỉ huy sư đoàn 162 của IDF có nhiệm vụ tấn công thành phố Rafah ở miền nam Gaza, lữ đoàn của Hamas ở thành phố này đã bị đánh bại. Theo ông Cohen, các cuộc tấn công của IDF nhằm vào lữ đoàn Rafah của Hamas gây tổn thất lớn, phá hủy hơn 13 km đường hầm. Bên cạnh đó, 4 tiểu đoàn của Israel đã được triển khai và hoàn tất việc kiểm soát toàn bộ Rafah. Hamas chưa đưa ra bình luận về thông tin này của IDF. Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa đã viết một bức thư hiếm hoi gửi cho thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, trong đó ông tái khẳng định cam kết chống lại Israel và ủng hộ liên minh các chiến binh khu vực có tên gọi là Trục kháng chiến. Theo lực lượng Hezbollah tại Liban, thủ lĩnh Sinwa, nhà lãnh đạo chính trị của Hamas, được cho là đang ẩn náu giữa hệ thống đường hầm ngầm ở Gaza, đã nói với thủ lĩnh Hezbollah rằng nhóm này cam kết theo con đường kháng chiến mà người tiền nhiệm đã bị sát hại là Ismail Haniyeh đã đi trước đó và sự thống nhất của UMA, tức cộng đồng Hồi giáo. Hezbollah đã công bố bức thư này trên kênh Telegram của Hezbollah. Trong thư, ông xin cảm ơn lực lượng phong trào tại Liban về cuộc xung đột đã diễn ra ở biên giới với Israel từ ngày 8 tháng 10 năm 2023, chỉ một ngày sau khi Hamas tấn công vào miền nam Israel. Là một trong những nhân vật bị truy nã gắt gao nhất đối với Israel, thủ lĩnh Sinoa chưa từng xuất hiện công khai kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza nổ ra. Sau gần một năm im lặng, ông Sinh Hoa đã đưa ra tuyên bố đầu tiên. Chúc mừng Tổng thống Algerie, Abdelmadis Tebbon đắc cử trong cuộc bầu cử. Tiếp đó, văn phòng của ông cho biết, ông đã viết thư cảm ơn những người đã chia buồn về cái chết của cựu thủ lĩnh Hanie. Theo đài truyền hình CNN, vẫn chưa thể xác minh liệu ông Sinh Hoa có thực sự là tác giả của những bức thư đó hay không. Trong một bình luận, chuyên gia phân tích tình hình Gaza, Muhammad Sehada, nhận định có thể ông ấy muốn chứng tỏ mình vẫn ở đây, vẫn còn sống và nắm quyền chỉ huy. Ông ấy muốn chứng tỏ bản thân liên tục cập nhật và biết mọi thứ đang diễn ra bên ngoài Gaza. Ông ấy muốn chứng tỏ mình có thể hoạt động trên nhiều mặt trận, mặt trận trong nước, chiến trường ở Gaza và mặt trận ngoại giao, hòa giải. Theo ông Sehada, đối tượng mục tiêu của những lá thư mà ông Sinoa viết chủ yếu là Israel khi thủ lĩnh Hamas muốn chứng minh mặc dù đã có những nỗ lực tìm kiếm song ông vẫn có thể tiếp tục hoạt động mà không bị cản trở. Bên cạnh đó, một mục tiêu khác là Hamas, những người hoài nghi ngay trong nội bộ của nhóm hoặc thậm chí là các bên hòa giải như Qatar, Mỹ và Ai Cập. Hồi tháng 7, ông Sinwa được bổ nhiệm làm lãnh đạo chính trị của Hamas sau khi ông Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran. Ông được coi là người có quan điểm cứng rắn hơn người tiền nhiệm trong các mối quan hệ với Israel và ủng hộ hợp tác và quan hệ chặt chẽ hơn với Iran, cũng như các nhóm Hồi giáo đồng minh như Hezbollah. Chuyên gia Sehara cho biết, ông Sinoa là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất trong mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hezbollah và Iran và làm sâu sắc thêm liên minh với chủ kháng chiến. Chuyên gia Sehada nói, ông ấy được coi là người thực tế trong phong trào, nhưng đồng thời cũng rất khó đoán và bốc đồng. Trong bức thư gửi thủ lĩnh Nasrallah, ông Sinoa cam kết sẽ tiếp tục bảo vệ các địa điểm linh thiêng của Hồi giáo, đặc biệt là nhà thờ Hồi giáo al ở Jerusalem. Ông Sinoa nhấn mạnh, cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 là một trong những trận chiến danh dự nhất trong lịch sử của người dân Palestine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller mới đây ra tuyên bố cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã thảo luận về cách thức tăng cường quan hệ song phương trong các lĩnh vực thương mại và năng lượng. Tuyên bố dẫn lời ông Miller nêu rõ, hai quan chức đã thực hiện cuộc điện đàm nội dung thảo luận về mối quan hệ ngày càng mở rộng giữa Mỹ và Armenia, bao gồm hợp tác về năng lượng, thương mại, đầu tư và giáo dục. Theo mạng tin eurasiannet org Armenia đang nổi lên như một điểm nóng về năng lượng hạt nhân khi nước này cân nhắc rút khỏi thỏa thuận với Nga để hợp tác với Mỹ. Nhà máy điện hạt nhân Metsamor được xây dựng từ năm 1976, đã hoạt động gần hết vòng đời và hiện đóng góp khoảng 40% nhu cầu điện của Armenia. Mặc dù Armenia đã ký thỏa thuận với Nga vào cuối năm 2023 để nâng cấp và kéo dài hoạt động của nhà máy đến năm 2036, nhưng với mối quan hệ song phương đang rơi vào bế tắc, Yerevan đang tìm kiếm các lựa chọn năng lượng hạt nhân khác nhằm giảm bớt phụ thuộc vào Moscow. Hiện tại, Armenia nhập khẩu tới 80% nhu cầu năng lượng từ Nga, phần lớn là nhiên liệu hóa thạch. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về năng lượng hạt nhân ở Bruxelles rằng năng lượng hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Armenia, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh quan hệ giữa Armenia và Nga đang xấu đi, các quan chức chính phủ Armenia đã bày tỏ quan tâm đến hợp tác với Mỹ để xây dựng một nhà máy hạt nhân mới. Armenia đang tìm cách xây dựng một nhà máy điện hạt nhân hiện đại hơn, đồng thời giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, đặc biệt là khi nhà máy Metsamo đã bị lo ngại về an toàn trong nhiều năm qua. Vào tháng 8 năm 2023, Metsamo đã phải tạm dừng hoạt động sau khi bị xét đánh, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững và an toàn của cơ sở này. Quan hệ giữa Nga và đồng minh truyền thống Armenia đã trở nên căng thẳng trong thời gian qua. Armenia tỏ ra không hài lòng với Nga vì cho rằng Moscow chưa có các động thái đủ mạnh mẽ hỗ trợ đồng minh hiệp ước an ninh tập thể CSTO trong cuộc xung đột với Azerbaijan ở Nagorno Karabakh. Đây là khu vực được cộng đồng quốc tế công nhận là thuộc về Azerbaijan, nhưng có phần lớn người dân là người gốc Armenia sinh sống. Sau khi Azerbaijan giành lại quyền kiểm soát khu vực Nagorno Karabakh, Armenia cho biết họ nhiều lần bị Moscow làm thất vọng và muốn xây dựng quan hệ gần gũi hơn với phương Tây. Moscow kêu gọi Armenia đừng bị phương Tây lừa dối và khiến Yerevan lạc lối. Trong khi đó, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và Thủ tướng Pansinian đã tái khẳng định tầm quan trọng của nền hòa bình bền vững và xứng đáng giữa Armenia và Azerbaijan. Theo tuyên bố, Ngoại trưởng Blinken hoan nghênh những tiến triển giữa Armenia và Azerbaijan, trong đó có thỏa thuận phân định biên giới giữa hai nước. Theo thông tin của AFP, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Thủ tướng Armenia Nikol Pansinian sau nhiều tháng căng thẳng. Cuộc hội đàm diễn ra lúc ông Pansinian đến thăm Moscow trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Kinh tế Á Âu. Tại đây, ông Putin còn nói rằng, chúng tôi luôn quan tâm đến hợp tác kinh tế trên hết, không đề cập đến căng thẳng. Quân đội Nga công bố một đoạn video về cuộc tập trận bắn đạn thật, trong đó hạm đội phương Bắc triển khai khinh hạm Đô đốc Kasatonov và Đô đốc Goloko thuộc dự án 22350. Các khinh hạm bắn pháo A192M 130mm vào mục tiêu mô phỏng ở khoảng cách lên tới 10km đồng thời triển khai các biện pháp phòng không. Khinh hạm đô đốc Kasatonov được chế tạo với công nghệ tàng hình, khiến radar đối phương không thể nhận diện được ở vùng biển xa. Con tàu này sẽ hoạt động ở hạm đội phương Bắc, bên cạnh khinh hạm đô đốc Goskov. Khinh hạm đô đốc Kasatonov thuộc dự án 22350 được thiết kế để thực hiện một loạt các nhiệm vụ như tác chiến chống tàu ngầm và nhiệm vụ hộ tống, đồng thời đóng vai trò là nền tảng tấn công tầm xa. Trong khi đó, khinh hạm đô đốc Goloko sử dụng hệ thống tên lửa hành trình Kalip hoặc tên lửa là Onyx làm vũ khí tấn công cơ bản. Khinh hạm này có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau, từ tấn công tầm xa cho tới tác chiến chống ngầm. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua thông báo, Hải quân nước này bắt đầu cuộc tập trận tham mưu và chỉ huy mang tên Ocean 2024. Thông báo cho biết, các đơn vị thuộc Hải quân, theo kế hoạch huấn luyện của quân đội Nga, bắt đầu tham gia cuộc tập trận tham mưu, chỉ huy Ocean 2024 kéo dài đến hết ngày 16 tháng 9. Cuộc tập trận là một trong những hoạt động chủ yếu trong việc huấn luyện tác chiến và chiến đấu của quân đội Nga trong năm 2024. Thông báo cũng cho biết, hơn 400 tàu chiến, tàu hậu cần và tàu ngầm, 120 máy bay và máy bay trực thăng thuộc Hải quân và lực lượng không quân vũ trụ, khoảng 7.000 đơn vị vũ khí và kỹ thuật quân sự, cùng hơn 90.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận diễn ra trên các vùng biển thuộc Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Địa Trung Hải, Biển Caspi và Biển Baltic. Tham gia cuộc tập trận còn có các nhóm tác chiến thuộc các bộ sức mạnh và cơ quan liên bang khác như Bộ Nội vụ, Bộ Tình trạng khẩn cấp, Cơ quan An ninh Liên bang, Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga. Ngoài ra, còn có các nhóm tác chiến, các cơ quan chỉ huy quân sự và các đơn vị quân đội từ các nước đối tác của Liên bang Nga cũng được mời tham gia cuộc tập trận. Theo thông báo, các nhiệm vụ cơ bản của cuộc tập trận tham mưu chỉ huy chiến lược mang tên Ocean 2024 là kiểm tra tình trạng sẵn sàng của các bộ chỉ huy của các nhóm quân của Hải quân Nga trong việc chỉ huy các nhóm quân khác nhau trong khu vực trách nhiệm giải quyết các nhiệm vụ tác chiến không dập khuôn sử dụng tổng hợp vũ khí chính xác cao các mẫu vũ khí hiện đại và tương lai kỹ thuật quân sự trong quá trình thực hiện tập trận cũng như mở rộng hợp đồng với lực lượng hải quân các nước đối tác trong việc giải quyết các nhiệm vụ chung trên biển